Xin chào các bạn, hôm nay nhạc cụ Minh Đức sẽ test cho các bạn cây đàn Roland F100. Đây, cây này màu đen nha. Thì nó cũng cùng dòng những cái cây F90, F110, F130 thôi. Là thầy Hiếu sẽ test cho các bạn nghe thử nha. Kinh điển Legend We Are The World của Michael Jackson trên cây Roland F100. Cây đàn mình nghĩ là cũng tương đối ổn đúng không? Tầm 12 triệu cái này. 11 12 triệu nó cũng tương đối ổn rồi. Tất cả mọi thứ từ cây đàn cho đến bàn phím, đặc biệt ở thế mạnh của cây đàn này với cái bàn phím của nó đang hồi cực kỳ là tốt, và nó có một cái gì đấy màu sắc, đặc biệt là khi mình gõ xuống cái đàn nó y hệt như cây đàn cơ vậy, cảm giác nó rất là sâu và đàn hồi lên rất là thê, từ như thế. Ok, cảm ơn thầy.